Hai anh em, đã lâu không gặp. Hôm nay tôi trở lại với một cửa hàng phải nói là khá tâm linh của Free Fire, cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng lần này có rất nhiều những vật phẩm hấp dẫn và thú vị. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở đây là nó có thể gợi ý cho bạn vật phẩm mà bạn thích nhất và giảm giá cực sâu. Kiểu đoán được suy nghĩ ấy, kỳ diệu không? Bạn chỉ cần bấm vào giao diện của cửa hàng tiện lợi, vật phẩm mà bạn yêu thích sẽ hiện ra. Thật thú vị phải không nào? Mình thì mình đang thích bộ bác học điên, nên hãy thử đoán xem nó có đoán đúng không nhé. Wow, nó có luôn bộ bác học điên này, mua luôn. Mình cũng thích cả emote ngai vàng nữa, sắm ngay lập tức. Ngoài ra thì cửa hàng cũng có nhiều món đồ mà mình cá là nhiều bạn sẽ thích, như cú đấm đen, áo hoạt náo viên, tiệc cuồng loạn, với mức giá vô cùng hấp dẫn và rẻ bất ngờ luôn á. Mặc thử mấy món đồ vừa sắm để quẩy quẩy cái xem nào. Eo ơi, ngầu dã man luôn ý. Từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7, vào game sở hữu ngay những món đồ mà bạn thích, cực chất, độc và ngon tại cửa hàng gợi ý nhé. Bye bye.